Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là một căn nhà nằm trên hẻm đường Hoàng Việt, nhạc sĩ Hoàng Việt, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông đã sáng tác một số tác phẩm như nhạc phẩm Tình Ca là một trong những nhạc phẩm tiêu biểu. Rồi bên cạnh đó có nhạc phẩm Lên Ngàn, Lá Xanh, vân vân. Ông mất rất là trẻ. Thì đây là một căn nhà nằm trên cái con đường của tên ông. Căn nhà này có diện tích là 68 m², chiều ngang là 3m2, chiều sâu 22, 68m. Này đất ở ấy, quý vị nhé. Đây là nhà vệ sinh này, phòng bếp này. Được cái nó chiều được cái chiều sâu nên là không gian các thứ nó cũng tương đối rộng rãi. Đó. Giá đang chào bán cái này là 3,6 tỷ, nhà xây một trệt một lầu nữa. Đây cái tờ giấy đó anh coi nào. Rồi bây giờ ta cùng đi lên trên lầu 1 coi. Ba tỷ rưỡi năm chục quý vị nhé, 3,5 tỷ năm chục. Đây, lên lầu nào. Nhà hai căn, ở đây có hai căn sát nhau luôn. Thì đây, về phía sau đây có một cái chỗ phòng sinh hoạt chung ở đây này. Đến này một phòng ngủ, một nhà vệ sinh tương đối rộng rãi. Dưới trời đây, nhà vệ sinh này, xem dưới trời không. Rồi mình cùng đi ra nhà phía trước, ra phía trước. Đây cũng có nhà vệ sinh đây. Vậy là hai phòng ngủ quý vị nhé, hai phòng ngủ, ba nhà vệ sinh. Các phòng ngủ nào cũng rộng rãi. Chào bán 3,5 tỷ năm chục. Hẻm ô tô nhỏ thì vào được đến sân thôi, chứ còn để vào đến cổng thôi, chứ còn vào nhà thì chắc là khó quay đầu lắm. Một đây nhà thì được cái sân rộng rãi ha, sân rất là rộng. Vị trí này ngay gần đường, đi ra đường Nguyễn An Ninh các thứ cũng gần. Hai phòng ngủ, thằng đấy chỗ phòng thờ cũng được. Rồi bây giờ mình đi xuống. Đây có hai căn quý vị nhé. Đó trời cần. Đây phòng khách rất là rộng. Đây sân đây. Rồi chúng ta cùng giờ cùng đi ra ngoài đầu hẻm xem sao. Rồi giờ chúng ta cùng đi ra ngoài này. Hẻm 57 nhé, 57-7 quý vị. Ai có nhu cầu mua ở đây Zalo cho tôi. Cái này là hướng đông bắc. Hướng đông bắc. Đây hẻm này ô tô đi thoải mái quý vị nhá. Vào đây nhưng mà để mà cua vào nhà chắc khó khăn lắm. Thì chiều ngang nó nhỏ. Ngang có 3m2 thôi. Đây một đoạn đấy là ra đến đường chính rồi. Đây đường chính đây rồi. Ô tô nhỏ kiểu ấy thứ này.
đi vào đến tận cổng được. Đây, rẽ tay phải là đi ra đường Nguyễn An Ninh, rẽ tay trái là ra đường Lê Văn Lộc quý vị nhé. Đấy, sơ bộ cho quý vị biết đường xá như thế nào. Đấy, rất là gần đó. Ra đường chính rất là gần trong hẻm. Rồi, xin chào quý vị nhé, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Quý vị hãy đăng ký kênh của tôi để cập nhật thông tin mới nhất về những sản phẩm tôi đưa lên. Hãy để lại những lời nhận xét góp ý cho tôi để tôi hoàn thiện hơn, và cũng như là để tìm kiếm các cái sản phẩm khác cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.